Mèo đã được con người thuần hóa như thế nào? Trong suốt chiều dài lịch sử nhân loại, con người đã thuần hóa nhiều loài động vật vì những mục đích khác nhau. Trong số đó, loài mèo đã nhanh chóng chiếm được cảm tình và trở thành vật nuôi yêu quý không chỉ bởi vẻ đáng yêu mà còn nhờ khả năng săn mồi của chúng. Mặc dù chưa rõ thời điểm và địa điểm cụ thể, nhưng các nhà khoa học cho rằng loài mèo có thể đã được thuần hóa lần đầu tiên ở Trung Đông từ một tổ tiên chung là mèo rừng châu Phi. Trong video này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về lịch sử thuần hóa loài mèo để biết cách thức mà loài mèo đã chinh phục trái tim và ngôi nhà của con người qua hàng nghìn năm lịch sử. Nếu yêu thích video này, bạn hãy tải ứng dụng Sách Tin Gọn để ủng hộ nhóm nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều. Bằng chứng sớm nhất về loài mèo. Trước đây, người ta thường cho rằng Ai Cập cổ đại là nơi đầu tiên nuôi mèo. Tuy nhiên, các phát hiện khảo cổ học gần đây đã mở rộng hiểu biết của chúng ta về lịch sử thuần hóa loài mèo. Bằng chứng cổ xưa nhất về sự xuất hiện của loài mèo được tìm thấy tại đảo Sip, trong một ngôi mộ cổ chứa cả xác ướp người và xác ướp mèo, có niên đại khoảng 9.500 năm trước công nguyên. Điều đặc biệt là loài mèo không phải là loài bản địa của đảo Sip, cho thấy rằng chúng đã được con người đưa đến đây từ nơi khác. Ngôi mộ thuộc địa điểm khảo cổ Siluro-Cambos của thời kỳ đồ đá mới, cổ hơn cả những hình ảnh mèo trong nền văn minh Ai Cập cổ đại khoảng 4.000 năm. Ở Trung Quốc cổ đại, các bằng chứng cho thấy loài mèo đã được thuần hóa từ khoảng năm 3.500 trước công nguyên. Có đến 4 loài mèo hoang là tổ tiên của mèo ở Trung Quốc, nhưng hiện nay phần lớn các giống mèo ở Trung Quốc đều có nguồn gốc từ loài mèo hoang châu Phi. Điều này cho thấy sự phát triển của con đường tơ lụa và giao lưu với các nền văn minh khác đã làm thay đổi nguồn gốc của các giống mèo ở Trung Quốc. Khi xem xét chi tiết lịch sử thuần hóa loài mèo, có thể thấy rằng không dễ để xác định chính xác thời điểm cụ thể mà loài mèo xuất hiện. Có vẻ như loài mèo đã được thuần hóa theo cách tương tự như các loài động vật khác như chuột, chim sẻ sống gần khu vực đông dân cư của con người. Ban đầu, mèo có thể bị thu hút bởi những con mồi là động vật gặm nhấm sống gần con người. Mối quan hệ ban đầu giữa người và mèo dựa trên lợi ích chung. Con người cung cấp nguồn thức ăn cho mèo từ các loài gặm nhấm cần tiêu diệt. Trong khi đó, mèo giúp kiểm soát các loài gây hại, bảo vệ nguồn lương thực của con người. Từ đó loài mèo dần trở thành một phần quan trọng trong lịch sử phát triển của xã hội loài người. Mèo trong nền văn minh Ai Cập cổ đại. Mặc dù chúng ta thường cho rằng mèo được thờ cúng như một vị thần tại Ai Cập cổ đại, thực tế chúng chỉ được tôn kính chứ không được xem là thần thánh. Trong suốt hơn 3.000 năm lịch sử Ai Cập cổ đại, loài mèo đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tôn giáo và xã hội của người dân nơi đây. Hình ảnh mèo xuất hiện rộng rãi trong nghệ thuật và được coi là biểu tượng của sự sinh sôi, công bằng và quyền lực. Mèo được liên kết với một số vị thần trong đạo Ai Cập cổ đại, nổi bật nhất là nữ thần Bastet. Bastet ban đầu được miêu tả với đầu của một con sư tử hung dữ, nhưng dần dần, hình ảnh này đã thay đổi để phản ánh sự phát triển văn minh của xã hội Ai Cập. Sau này, nữ thần thường được miêu tả với đầu của một con mèo nhà. Không chỉ được tôn kính vì khả năng kiểm soát sâu bọ gây hại, mèo còn được coi trọng vì khả năng săn bắt và tiêu diệt rắn độc. Chính vì thế, chúng không chỉ được xem là những thợ săn tài ba, mà còn là những người bảo vệ, gìn giữ sự ổn định cho xã hội Ai Cập cổ đại. Mèo đã đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Ai Cập cổ đại. Tại Ai Cập có các nghĩa trang chuyên dành riêng để chôn cất mèo, nơi chúng được ướp xác và an táng một cách trang trọng. Việc nhân giống và quy trình ướp xác mèo bao gồm cả chi phí cho nhựa thơm và chất lỏng cần thiết, đòi hỏi một khoản đầu tư đáng kể. Chưa hết, hình ảnh mèo xuất hiện phổ biến trong các tác phẩm nghệ thuật và trên tường của những ngôi mộ Ai Cập cổ đại, thường được vẽ cùng với chủ nhân để hộ tống họ sang thế giới bên kia. Trong xã hội Ai Cập cổ đại, mèo được mọi giai cấp yêu thích và nuôi dưỡng. Các pharaoh thường nuôi những con mèo to lớn làm thú cưng và thậm chí làm đồ trang sức bằng vàng cho chúng. Trong khi đó, mặc dù những người thuộc tầng lớp bình dân không thể chi trả cho những món đồ trang sức xa xỉ như vậy, họ vẫn rất mến mộ hình ảnh con mèo. Đồ trang sức có hình mèo dù đơn giản hơn nhưng lại rất phổ biến trong giới bình dân thời bấy giờ. Mèo trong nền văn minh Hy Lạp và La Mã cổ đại. Người ta cho rằng loài mèo đã được du nhập vào Hy Lạp và La Mã cổ đại vào khoảng thế kỷ thứ 5 trước công nguyên bởi các thương nhân người Phoenicia. Họ thường xuyên đi lại trên các tuyến đường biển Địa Trung Hải và đã mang theo loài mèo từ các vùng đất xa xôi hơn đến Hy Lạp và La Mã. Bằng chứng sớm nhất về sự xuất hiện của loài mèo trong nền văn minh Hy Lạp được tìm thấy trên hai đồng tiền kim loại có niên đại từ giữa thế kỷ thứ 5 trước công nguyên.
Đồng tiền này miêu tả hình ảnh những người nổi tiếng đến từ các thuộc địa Hy Lạp ở bán đảo Ý đang chơi đùa vui vẻ với những chú mèo cưng của họ. Cả người La Mã và Hy Lạp đều nhận ra rằng loài mèo rất giỏi trong việc kiểm soát các loài gây hại như sâu bọ, nhưng ban đầu họ vẫn thích sử dụng các loài động vật khác như chuồn hay là chuồn hương. Tuy nhiên, với thời gian, loài mèo dần trở nên phổ biến hơn nhờ khả năng săn bắt chuột xuất sắc. Mèo không chỉ được dùng để bảo vệ các cửa hàng thực phẩm, mà còn được nuôi trong các pháo đài và trại lính của quân đội La Mã. Chúng không những bảo vệ kho lương thực, mà còn ngăn chặn tình trạng chuột gặm nhấm gia thú và phá hủy áo giáp hay trang bị quân sự. Như vậy, loài mèo đã trở thành trợ thủ của binh lính La Mã, cả trong cuộc sống hàng ngày lẫn trên chiến trường. Các chiến binh thường coi mèo như linh vật may mắn và bạn đồng hành đáng tin cậy. Trong thần thoại La Mã, mèo tượng trưng cho tự do và thường được miêu tả đi cùng với nữ thần Libertas. Hơn thế nữa, đây là loài động vật duy nhất được phép bước vào bên trong các ngôi đền tôn nghiêm của La Mã. Mèo trong thời Trung Cổ. Trong thời kỳ Trung Cổ tại châu Âu, mặc dù loài mèo vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc bắt chuột, chúng không còn được tôn trọng như thời cổ đại. Do ảnh hưởng bởi tôn giáo, mèo thường bị liên kết với ma quỷ và bị coi là bạn đồng hành của phù thủy hay những người theo các tôn giáo bị cấm. Quan điểm này được thể hiện rõ ràng trong tác phẩm của Walter Map vào năm 1180, khi ông miêu tả mèo đen như hiện thân của quỷ dữ, thậm chí những người thờ phượng còn hôn vào đuôi của mèo. Sự kinh miệt đối với mèo cũng được giáo hội châu Âu thể hiện với cáo buộc cho rằng các nhóm dị giáo như Cathars có quan hệ mật thiết và thậm chí còn thờ phượng loài mèo. Năm 1484, giáo hoàng còn tuyên bố mèo là loài vật yêu thích của ma quỷ và là biểu tượng của phù thủy. Tuy nhiên, không phải ai trong giáo hội cũng đồng ý với quan điểm này. Các nữ tu và tu sĩ thường bỏ qua lệnh cấm của giáo hoàng, vì mèo vẫn là loài duy nhất được phép vào tu viện nhờ khả năng diệt chuột. Do đó, những người sống trong tu viện vẫn thường yêu quý những chú mèo sống cùng với họ. Ở Scandinavia, người Bắc Âu có mối quan hệ thân thiện với mèo, đặc biệt khi họ sống trong những ngôi nhà dài chung với nhiều loài vật nuôi khác. Người Viking thường mang theo mèo trên tàu thuyền trong các chuyến hành trình dài, vì chúng không chỉ giúp diệt chuột mà còn đem lại may mắn. Trong văn hóa Bắc Âu, nữ thần Freya được miêu tả cưỡi một cỗ xe do hai con mèo lớn tên Bigun và Dregun kéo. Ở Trung Đông, quan điểm về mèo trái ngược so với châu Âu. Trong thế giới Hồi giáo, mèo rất được tôn trọng. Có truyền thuyết kể rằng, nhà tiên tri Mohammed rất yêu quý loài mèo và đối xử tốt với chúng. Một số thành phố thậm chí còn có các tổ chức từ thiện chuyên chăm sóc cho mèo hoang. Tình cảm và sự tôn trọng dành cho mèo vẫn còn cho tới ngày nay, đặc biệt ở Thổ Nhĩ Kỳ, nơi mèo xuất hiện ở khắp thành phố Istanbul. Mèo ở nước Anh thời tiền Victoria. Trong quá khứ, người Anh ít khi nuôi thú cưng. Thay vào đó, chó và mèo chủ yếu được xem như động vật lao động, phục vụ công việc, chứ không được coi là thành viên trong gia đình. Chúng thường phải làm việc kiếm ăn chứ không đơn thuần chỉ là thú cưng được yêu quý. Tuy nhiên, vào thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19, quan điểm này đã dần thay đổi. Việc sở hữu vật nuôi dần được xem là một phần quan trọng trong cuộc sống gia đình, mang lại giá trị tình cảm và giáo dục. Thú cưng, mà đặc biệt là chó, nhanh chóng trở thành thành viên yêu quý trong gia đình, được tôn trọng bởi lòng trung thành, may mắn, kiên nhẫn và dũng cảm, những phẩm chất được coi trọng trong xã hội Anh lúc bấy giờ. Chó được xem như biểu tượng của tình yêu gia đình và sự gắn kết. Trong khi đó, mèo vẫn gặp phải nhiều định kiến tiêu cực và thường bị liên kết với phù thủy và sự xảo quyệt. Vì thế, vị thế của mèo trong xã hội Anh thời kỳ đó vẫn chủ yếu nhờ vào khả năng diệt chuột. Chỉ đến cuối thế kỷ 19, cách nhìn nhận về loài mèo mới dần thay đổi, khi chúng bắt đầu được coi là bạn đồng hành đáng yêu của các thành viên trong gia đình. Mèo trở thành vật nuôi được yêu thích tại Anh. Harrison Weir, một người yêu động vật và là người nuôi chim bồ câu, chó, thỏ và gia cầm, từng được biết đến là người đầu tiên tổ chức triển lãm mèo tại Anh. Ông là một người rất yêu mèo và từng nói rằng mèo có thể là loài hoàn hảo nhất và chắc chắn là loài vật nuôi trong nhà tốt nhất. Tuy nhiên, ban đầu ông không có tình cảm đặc biệt với mèo. Chỉ sau khi trải nghiệm cuộc sống cùng những chú mèo thú cưng, Weir mới trở thành một trong những người hâm mộ lớn nhất của chúng, coi chúng là đối tượng ngày càng được quan tâm, ngưỡng mộ và sở hữu vẻ đẹp văn hóa. Triển lãm mèo đầu tiên vào năm 1871 đã mở đầu cho nhiều sự kiện tương tự về sau. Những cuộc triển lãm và câu lạc bộ chuyên về mèo bắt đầu xuất hiện và phát triển. Nhưng điều khiến cho Weir thất vọng là những nỗ lực của ông cuối cùng lại chỉ thu hút được sự quan tâm từ giới thượng lưu,
và do đó mèo dần trở thành biểu tượng của tầng lớp tinh hoa trong xã hội. Nghệ sĩ Louis Wine cũng có đóng góp lớn vào cách nhìn nhận về mèo trong thời kỳ đó. Wine nổi tiếng với những tác phẩm nghệ thuật hài hước về mèo, thường miêu tả chúng trong các hoạt động giống con người. Các tác phẩm của ông được xuất bản rộng rãi đến mọi tầng lớp xã hội Anh và thậm chí một số ấn phẩm thường niên còn trở thành món quà Giáng sinh phổ biến. Về việc nuôi mèo làm thú cưng, phần lớn thế giới bên ngoài châu Á, châu Âu và một số khu vực Bắc Phi chưa thực sự phổ biến cho đến cuối thế kỷ 19. Khi được mang đến các thuộc địa trên khắp thế giới, mèo mới dần được công nhận rộng rãi là một vật nuôi đáng yêu. Kể từ đó, chúng ngày càng trở nên phổ biến trên toàn cầu. Mèo trong xã hội hiện đại. Hiện nay, mèo là loài vật nuôi phổ biến thứ hai trên thế giới, chỉ sau chó. Mặc dù khó có thống kê chính xác, nhưng ước tính có hơn 400 triệu con mèo nhà trên toàn cầu, bao gồm cả mèo hoang và mèo đi lạc. Trong đó, riêng Hoa Kỳ đã có 76 triệu con. Mèo rất được yêu thích ở nhiều quốc gia. Theo một nghiên cứu năm 2017, Nga là nước có tỷ lệ người nuôi mèo cao nhất thế giới, với 59% dân số nuôi mèo, tiếp đến là Ukraine với 49% và Hoa Kỳ với 43%. Mặc dù vai trò của mèo đã thay đổi theo thời gian, nhưng vẫn còn một số công việc mà mèo giữ vai trò quan trọng như bắt chuột. Tại Anh, nhiều văn phòng chính phủ cũ và nằm ở những khu vực hay xảy ra vấn đề chuột lây bệnh. Từ thế kỷ 16, chính phủ Anh đã sử dụng mèo để giải quyết vấn đề này. Ngày nay, Larry, người giữ chức vụ trưởng ban chuột tại văn phòng nội các, đã phục vụ qua 3 nhiệm kỳ thủ tướng Anh kể từ năm 2011. Với sự gia tăng dân số của loài người, số lượng mèo cũng tăng lên đáng kể. Xét đến vị thế cao mà mèo đang có trong xã hội hiện đại, có thể nói rằng tương lai của những người bạn mèo sẽ ngày càng được bảo đảm, đầy đủ tình yêu thương và sự quan tâm. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!